Cục chân tập gym. Dựa trên một câu chuyện có thật về nữ vận động viên không chân Jane Breaker, 27 tuổi, sống ở thành phố Studio, California. Tạm biệt, cảm ơn ông bà. Tạm biệt, cảm ơn ông bà. Này cháu bé, sao cháu lại bò ra tận đây cơ chứ? Thật là tội nghiệp. Cô bé không có cả hai chân mà vẫn bò nhanh như các bạn khác. Cô bé là Linda, hiện tại là em bé nhỏ nhất của trại trẻ. Cô bé bị ba mẹ ruột bỏ rơi tại bệnh viện khi vừa mới ra đời. Chúng ta chẳng phải cũng rất muốn có một cô con gái hay sao ông? Con bé lại chạy đến nắm lấy chân của ông nữa. Tôi nghĩ cô bé có duyên với ông đó. Các con sẽ vui nếu đây là em gái của mình chứ. Chúng tôi có thể nhận nuôi cháu bé không? Điều đó không thành vấn đề. Nhưng ông bà thực sự muốn cô bé không chân này là con gái của mình sao? Tôi nghĩ rằng ông bà có thể suy nghĩ kỹ hơn về điều này. Không đâu thưa ông, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc về cô bé này. Cô bé sẽ không thể ngồi dậy mà không được ai giúp đỡ. Tình trạng của cô thật sự rất tồi tệ. Cảm ơn ông, nhưng tôi không tin như vậy. Con bé dù không có chân, nhưng vẫn hoạt động rất hoạt bát. Thậm chí nó có thể bò nhanh hơn các bạn cùng độ tuổi. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ cho con bé đi kiểm tra nhiều nơi hơn. Tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với ông bà. Tin tôi đi, cô bé sẽ làm được những điều vượt ngoài sức tưởng tượng của hai người. Cô bé không có một sự bất ổn nào ngoài việc không có hai chân cả. Điều cần làm bây giờ là ông bà hãy tạo động lực lớn cho con. Chúng ta vẫn luôn tin là như thế mà. Con gái bé bỏng của ta, con sinh ra không có hai chân là một điều đặc biệt. Đó không phải là một tai nạn, nó có một ý nghĩa nào đó. Con có muốn lên chơi cùng với các anh không? Dạ không. Làm sao mà con có thể nhảy được như các anh chứ? Tại sao con không thử, Linda? Mẹ nghĩ rằng con có thể chơi được đó chứ? Sẽ không có từ không thể trong từ điển của chúng ta đâu con gái à. Nào, cha sẽ cùng chơi với con. Tuyệt quá Linda. Tuyệt quá Linda. Tuyệt quá Linda. Cả nhà hãy xem con nè. Thật không thể tin nổi. Trời ơi, con gái của tôi. Cha đã nói không có gì là không thể mà. Con sẽ luôn làm được, Linda. Cha ơi, cha thấy con làm có giống nữ vận động viên nhào lộn nổi tiếng Dolly không ạ? Con cũng tuyệt như thế đó, Linda. Ơ nè 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 nè, coi chừng con sẽ bị mệt đó nha. Hả? Con ổn chứ, Linda? Thật tội nghiệp cho nàng công chúa đó phải không mẹ? Cô ấy đã bị bắt. Cô ấy phải xa cha mẹ của mình, người đã từng yêu thương cô ấy nhất. Con thật là một cô bé có trái tim nhân hậu, Linda. Nhưng con đừng vội lo lắng, vì câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc mà. Mẹ tin rằng một nàng công chúa có lòng tốt và nghị lực nhất định sẽ gặp được những điều tốt đẹp mà thôi. Có thật vậy không hả mẹ? Cô ấy sẽ thoát khỏi tay bọn thổ phỉ chứ ạ? Hay là mẹ đọc cho con nghe nốt phần cuối đi? Đã đến lúc con phải đi ngủ rồi con gái à. Ngày mai chúng ta có buổi hẹn với thầy giáo của con nữa đó. Làm sao mà con lại có thể quên mất chuyện đó được ha? Mai là buổi tập luyện đầu tiên của con. Con hy vọng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Mẹ ơi, mẹ nói xem, con có thể trở thành một vận động viên nhào lộn chứ ạ? Con hoàn toàn có thể mà, Linda. Bây giờ thì chúc con ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon. Thầy thấy sao ạ? Con bé có triển vọng đi chứ. Lúc tập ngoài sân tôi thấy con bé bắt nhịp và thích ứng khá là nhanh. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy ở cô bé đó là sự nghị lực và niềm tin. Đó là điều tôi cần. Sẽ có những khó khăn, nhưng chúng ta hãy tin tưởng. Ông có thấy hay không? Không chỉ riêng chúng ta, có rất nhiều người đang tiếp thêm động lực cho Linda đó.
Đúng vậy, phía trước còn nhiều khó khăn lắm. Không sao đâu Linda, đó chỉ là những bước khởi đầu thôi. Mạnh mẽ lên. Cô gái mạnh mẽ của mẹ à, mọi thứ đang rất khó khăn với con có đúng không? Con đau lắm mẹ ơi. Có vẻ như con không thể phù hợp với bộ môn nào khi mà không có chân mẹ. Con không được xuống tinh thần như thế đâu Linda. Sẽ không có chặng đường vinh quang nào mà mọi thứ đều suôn sẻ ngay từ những bước đi đầu tiên của con đâu. Cha mẹ đã nói với con rất nhiều rồi, không có từ không thể trong từ điển của gia đình chúng ta. Con có thấy công chúa trong câu chuyện mẹ kể hay không? Cô ấy đã có một kết thúc tốt đẹp khi trở về bên gia đình và kết hôn cùng với hoàng tử. Khi một khó khăn nào đó đang đến thì chắc chắn phía sau nó sẽ là những điều tốt đẹp đó con à. Càng đảm lên cô gái của mẹ à. Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu ạ. Không bao giờ. Dolly, thần tượng của con, cô ấy đã từng chấn thương vô số lần để có được thành công như hiện tại. Và con biết mình cần phải làm gì rồi. Có thế chứ. Nào, chúng ta trở về thôi. Các anh còn đang đợi con về để cùng chơi bóng rổ đó. Không biết là con có đủ sức để chơi không ha. Con sẽ thắng các anh. Về thôi ạ. Linda, cố lên. Linda, cố lên. Ôi trời ơi, đẹp mắt quá. Nhìn cô ấy thật tuyệt vời. Hay quá. Chào chị Dolly, cuối cùng thì em cũng đã được gặp chị, người mà em thần tượng trong suốt bao năm qua. Em đã thần tượng chị ngay từ khi em còn rất nhỏ. Thật như vậy sao? Đó là một vinh dự đối với chị. Chị được một người tài năng và nghị lực như em ngưỡng mộ. Chị rất khâm phục em đó, Linda. Vâng, thưa các bạn, chúng tôi đã mời đến chương trình này hai nữ vận động viên đã giành được thành tích cao nhất và được nhiều người yêu mến nhất trong thời gian gần đây cùng với cha mẹ của họ. Và các bạn biết không, đó còn là cuộc gặp gỡ giữa người hâm mộ với thần tượng của mình trên cùng một sân khấu. Thật là tuyệt vời, phải không nào? Thưa bà, phải chăng bà đang xúc động về cuộc gặp gỡ này? Đây không phải chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai vận động viên tài năng, cũng không đơn giản là cuộc gặp gỡ giữa người hâm mộ với thần tượng của mình, mà còn là cuộc gặp gỡ của hai chị em gái, Linda. Dolly chính là chị gái ruột của con, và bà Happy là mẹ đẻ của con đó con à. Hả? Chuyện này là sao ạ? Linda, con gái của chúng tôi đã luôn trăn trở về việc tìm lại cha mẹ đẻ của mình. Thật trùng hợp là khi con bé thần tượng Dolly, chúng tôi đã nhận thấy ngoại hình của hai đứa trẻ rất giống nhau. Hơn thế, qua tìm hiểu, chúng tôi lại càng có những linh cảm gần gũi khi thấy sở thích và nghị lực của hai cô bé cũng giống như nhau. Điều đó thôi thúc chúng tôi âm thầm đi tìm sự thật. Linda và Dolly, các con chính là chị em ruột của nhau đó. Và mẹ chính là người đã bỏ con lại bệnh viện. Mẹ xin lỗi con gái. Mẹ trở dạ sinh con khi đang công tác tại một nơi xa lạ. Đúng lúc đó, mẹ nghe tin cha của con mất vì bị tai nạn. Mẹ đã bị tâm thần và tự ý bỏ đi khỏi bệnh viện. Các bác sĩ đã không thể tìm thấy mẹ. Hãy tha thứ cho mẹ. Vậy là cha của con đã mất rồi hay sao mẹ? Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ đã phải chịu nhiều thiệt thôi rồi. Chúng ta thật là may mắn khi có ông bà mất. Mẹ không biết phải làm gì để cảm ơn gia đình thứ hai của con nữa. Không, không, không có gia đình thứ hai nào hết. Linda là con của chúng ta. Từ hôm nay, tất cả chúng ta như là một gia đình mà thôi. Đúng vậy đó. Nơi nào có yêu thương, nơi đó là gia đình. Linda, chị thật tự hào khi có một cô em gái như em vậy.
và em cũng vậy. Cảm ơn bố mẹ đã cho con có được sự đoàn tụ ấm áp này. Đó là món quà ngọt ngào nhất và xứng đáng nhất mà cuộc đời dành tặng cho con, công chúa bé nhỏ của mẹ. Người gác cổng bất đắc dĩ. Anh yêu à, như đã từng nói với anh, em và con sẽ đến một thị trấn khác để sống. Ngôi nhà này có quá nhiều kỷ niệm của chúng ta. Điều đó chỉ càng khiến em và con thêm nhớ anh hơn. Trên thiên đàng, anh hãy luôn dõi theo mẹ con em nhé. Đi thôi Jenny à, xe đang đợi chúng ta bên ngoài rồi con. Ôi mẹ ơi, vâng, ông cứ để đấy đi. Cháu chào bác ạ. Cứ như vậy, dần dần người đàn ông vô gia cư bỗng nhiên trở thành người gác cổng bất đắc dĩ cho hai mẹ con Jen. Không biết gửi con bé ở đâu bây giờ. Lớp học đã nghỉ, mình không thể đưa con bé đi theo. Không lẽ mình phải nhờ cậy người đàn ông kia? Nhưng liệu... chắc không sao đâu, anh ta cũng ở đây lâu rồi mà. Con yêu à, mẹ đang có việc phải đi gấp lúc này, nhưng mà mẹ không thể cho con đi cùng được. Vậy con ở nhà ngoan nha, không được ra khỏi nhà đó. Con muốn ăn thứ gì á, cứ mở tủ lấy ăn. Xong việc, mẹ sẽ về ngay với con. Vâng, thưa mẹ. Ông có thể giúp tôi một việc không? Tôi có việc phải đi ngay bây giờ mà không thể mang con gái theo. Vậy nhờ ông để ý giúp đến con bé hộ tôi. Tôi xong việc sẽ về ngay. Cảm ơn ông. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Ôi, con gái tôi! Jenny! 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 Tại sao mình lại đi tin tưởng một tên rách rưới, bẩn thỉu ấy cơ chứ? Mình đã đối xử tốt với hắn, vậy mà... Alo, tôi, Jen xin nghe. Chào cô, tôi là cảnh sát trưởng của thị trấn. Con gái Jenny của cô đang ở đồn cảnh sát. Cô bé đang rất hoảng sợ, vì vậy cô hãy đến ngay để đón con bé về. À, vâng, thưa ngài, tôi đến ngay đây ạ. Mẹ ơi, bác Câm, bác ấy... Không sao rồi con à, mẹ ở đây rồi. Từ nay mẹ sẽ không bao giờ để con một mình nữa. Tên khố rách áo ôm đó sẽ không bao giờ làm hại con được nữa đâu. Tên khố rách áo ôm mà cô vừa nói đã lĩnh một nhát dao vào người khi cố gắng cứu con gái cô khỏi bọn bắt cóc trẻ con đấy. Cô nên đến bệnh viện và cảm ơn anh ta. Không có anh ta thì con gái của cô không biết giờ sẽ ra sao đâu. Ôi, tôi thật là hồ đồ. Xin cảm ơn ngài. Đi thôi Jenny, chúng ta đến bệnh viện để thăm bác Câm nào. Kén dâu. Ngày xưa, một nhà quý tộc nọ có một người con trai đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng tính tình rất trẻ con và ham chơi. Seun đâu bà? Hôm qua đến giờ tôi không thấy nó đâu cả. Seun nó xin tôi sang nhà bạn chơi vài hôm rồi. Hôm qua bận việc quá cho nên tôi chưa kịp nói với ông. Bà cứ thế đấy, lúc nào cũng nuông chiều con. Nó là con trai duy nhất của gia tộc ta đấy.
Nhưng bà nhìn xem, nó đã đủ sức để gánh phát cơ ngơi của chúng ta chưa? Chỉ biết sống trong ngọc ngà nhung lụa, kẻ hầu người hạ, chẳng biết lo lắng suốt ngày cứ rong chơi đây đó. Ông bớt giận để tôi lựa lời nói với con cho. Cái gì cơ? Bà còn phải lựa lời để nói cơ à? Sì ung mà, con làm gì mà lén la lén lút ở đây thế hả? Dạ, con... Con vào phòng ta, ta có chuyện muốn nói với con. Dạ, vâng thưa cha. Con xin lỗi cha, hôm trước con có báo kia ung đừng rủ con đi chơi, vì con còn phải phụ gia đình mà cậu ấy cứ nặng nạt bảo con phải đi. Nếu con không muốn, chẳng ai có thể ép buộc con được đâu. Này cha và mẹ con, quyết định sẽ kén vợ cho con đồng ý chứ? Gì cơ ạ? Kén vợ ạ? Đúng thế, thà nghĩ con đã đến lúc phải lập gia đình. Đó là cách để con có thể trưởng thành hơn khi phải tự mình gánh vác gia đình nhỏ của mình. Dạ, nếu cha mẹ đã quyết thì con xin làm theo. Con muốn có một người vợ như thế nào? Dạ, càng xinh đẹp càng tốt ạ. Chỉ cần xinh đẹp không thôi ư? Dạ, do cha mẹ quyết định ạ. Con nghĩ cha mẹ sẽ có cách nhìn người tốt hơn con. Con nói đúng đấy. Việc kén vợ cho con, ông tính sao hả? Sê ung nhà ta còn khá non trẻ. Nếu lấy một người vợ không biết vun vén cho gia đình thì thật là không hay. Chúng ta nên tìm cho con một người vợ thật thông minh và lanh lợi, đảm đang để giúp con trai chúng ta học được cách tự lo cho cuộc sống. Hơn nữa là quán xuyến gia đình, cũng như cơ ngơi về sau cho gia tộc này. Hôm sau, gia đình quý tộc Quan loan tin khắp làng rằng họ đang kén con dâu. Cô gái nào có thể chỉ với một thùng gạo mà nuôi sống được 3 người trong 3 tháng thì sẽ lập tức được chọn làm con dâu. Tôi phải báo ngay cho con gái tôi biết mới được, cơ hội ngàn năm mới có một lần. Con gái của tôi mà được làm dâu nhà quý tộc kia thì cả họ được nhờ cơ đấy. Bà có vẻ tự tin về con gái của mình quá ha. Con gái nhà tôi vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Con gái tôi không được chọn thì thôi, chứ làm sao mà tới lượt con gái của bà. Bà cứ chờ đó, tôi sẽ chứng minh cho bà thấy con gái của tôi biết tính toán. Chắc chắn với một thùng gạo, nó sẽ nuôi sống được 3 người trong thời gian nhà quý tộc Hiel yêu cầu đó. Bà đừng có mà mơ mộng, thử thách tôi chỉ là một phần thôi. Bà nên chớ quên rằng môn đăng hộ đối là điều tiên quyết đó. Tin nhà quý tộc Quan kén con dâu lan ra khắp mọi nơi. Tiểu thư các nhà quý tộc khác lũ lượt kéo đến, mong được trở thành con dâu. Những tiểu thư ấy toàn con nhà quý tộc giàu có danh giá, cho nên hoàn toàn môn đăng hộ đối. Xin mời tiểu thư Mi Ông nhà Sê Ông. Chào tiểu thư Mi Ông. Chắc có lẽ tiểu thư cũng đã nắm rõ yêu cầu thử thách nhà chúng tôi đưa ra. Dạ đúng như vậy thưa bà Tri Ông. Nếu tiểu thư đã nắm rõ yêu cầu, vậy chúng ta sẽ tiến hành việc thực hiện thử thách ngay hôm nay. Gia đình của chúng tôi sẽ cung cấp cho tiểu thư một người hầu nam, một người hầu nữ cùng với một thùng gạo. Cô hãy nuôi sống họ và chính cô trong vòng 3 tháng chỉ với thùng gạo này. Cảm ơn mẹ Tri Ông. Chờ con về nha, con chính là con dâu của mẹ đây. Chúc tiểu thư may mắn. Không ăn cơm được nhiều thì ta ăn cháo, nuốt vào đầy bụng sẽ no ngay ấy. Chuyện đơn giản thế cơ mà. 10 ngày sau. Tiểu thư ơi, chúng tôi sắp không còn sức lực nữa rồi. Trước mắt tôi bây giờ chỉ toàn là sao không à. Nhưng mà gạo chẳng còn là bao. Mặc dù tôi đã cố gắng tiết kiệm rất rất nhiều rồi. Hai người thấy đó, tôi có phụ phí đâu. Có hôm có cháo chỉ toàn nước thôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Hay là chúng tôi báo tin về cho ông bà Quan nha. Tiểu thư cũng đã cố gắng hết sức rồi. Dạ con nghe quản gia thông báo tình hình là những cô gái ấy chẳng ai vượt qua thử thách đấy cả thưa cha. Chuyện cũng bình thường thôi mà con trai. Dạ, chuyện bình thường là sao vậy cha? Một người lớn thì ít nhất một tháng cũng phải ăn một thùng gạo rồi.
dù có giảm tối đa khẩu phần ăn thì cũng không thể nào bằng một thùng gạo mà sống được qua 3 tháng cả. Thế nên những cô gái đến đây dù là ăn uống tằn tiện cỡ nào thì cuối cùng không chịu nổi cũng phải giơ hai tay chào thua bỏ về thôi. Vậy mục đích của cha mẹ đưa ra thử thách này là gì khi không ai có thể vượt qua cơ chứ? Cha mẹ nghĩ sẽ có cô gái ấy, bởi vì chỉ có cô gái ấy mới thật sự xứng đáng làm con dâu của nhà ta thôi. Hình như cha mẹ đang trêu đùa mình phải không ta? Ở một ngôi làng xa xôi, có một người nông dân rất nghèo. Ông ta có một cô con gái rất cần mẫn, nhưng vì gia đình quá nghèo nên không một ai muốn cưới cô cả. Con mời cha uống nước cho đỡ mệt ạ. Cảm ơn con, Chi Yon. Thưa cha, con có chuyện muốn xin phép cha. Con cứ nói đi, cha đang lắng nghe đây. Chuyện là một nhà quý tộc ở làng bên đã nói rằng nếu cô gái nào chỉ với một thùng gạo mà có thể nuôi sống 3 người trong vòng 3 tháng thì sẽ được chọn làm con dâu. Con muốn đi thử một chuyến. Cha cho phép con sang đó nha cha. Ta cũng có nghe nói tới chuyện đó. Nhưng bao nhiêu cô gái đến thử sức mà chẳng ai vượt qua được 1 tháng thì con làm cách nào mà sống nổi qua 3 tháng chứ? Xin cha đừng lo mà, hãy cứ tin và để con đi thử đi ạ. Cô gái rách rưới quê mùa kia đi mau đi. Nhà quý tộc của anh lừng lẫy, làm sao có thể chọn cô là con dâu được? Nhưng chẳng phải chỉ cần vượt qua thử thách là được rồi sao? Ôi trời ơi, cô nghĩ cô là ai thế? Biết bao tiểu thư con nhà quý tộc học thức cao rộng đến thực hiện thử thách đều phải chào thua, huống gì một người nghèo hèn thấp kém như cô. Cô mau đi đi, đừng có bơ bỏng nữa. Thưa ông quan, tôi là Chi Yon. Tôi tin rằng mình sẽ vượt qua được thử thách này. Thưa ông quan, hãy cho tôi vào thử sức đi ạ. Cô gái kia liệu có làm được gì không? Thôi thì cô ta có vẻ rất mong muốn được thử sức. Ta cứ cho cô ta vào thử xem sao. Ôi trời ơi, cô nấu cả lon gạo đầy thế kia ư? Ăn thế này thì đừng nói chi 3 tháng, chỉ sợ 10 ngày cũng không qua được đâu. Hai người không cần phải lo lắng đâu, cứ ăn uống no nê đi nha. Ngày thứ hai. Trời ơi, cô gái này chắc chắn không thể làm con dâu nhà quý tộc của anh được đâu. Đúng vậy, cô ta thật phung phí. Cứ tưởng cô ấy là con nhà nghèo thì phải biết tiết kiệm hơn những cô gái quý tộc kia chứ. Thế cũng tốt, nhanh hết gạo thì chúng ta lại sớm được về nhà. Ngày thứ tư. Mấy ngày qua chúng ta đã ăn uống no say rồi, giờ chắc cũng khỏe khoắn và có sức để làm việc. Tôi và Eun-ji sẽ cùng ra vườn để trồng rau, còn anh Gi-ông sẽ lên rừng đốn củi. Mỗi ngày cứ đốn một bó củi về đây, rồi chúng ta sẽ bán lấy tiền mua đồ ăn và lương thực. Cô xem, tôi vừa đi đổi một ít gạo để lấy chỗ hạt giống này đó. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có một vườn rau thật xanh tươi. Cô thật là liều lĩnh quá đó. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Cứ ngồi một chỗ thì dù tiết kiệm đến mấy, gạo cũng chỉ vơi đi chứ chẳng thêm được một hạt nào. Chỉ cần biết làm việc thì không những kiếm được tiền mà còn mua được gạo, có đủ thức ăn mà không còn phải lo lắng gì nữa. Thế là từ ngày đó, cả 3 người cùng chăm chỉ làm việc. 2 người phụ nữ thì trồng rau quả, còn người đàn ông thì lên rừng đốn củi về bán lấy tiền mua gạo. Cứ thế, họ không những đủ gạo ăn mà còn tích trữ được thêm. 3 tháng sau. 3 tháng đã qua rồi, ta tới để xem tình hình thế nào. Chả nhẽ các người chỉ ăn hết 1 thùng gạo trong suốt 3 tháng qua ư? Ôi trời ơi! Sao thùng gạo vẫn còn đầy nguyên? Các người không ăn gì sao? Dạ thưa ông, chẳng những thùng gạo ông cung cấp vẫn còn đầy nguyên, ba chúng tôi luôn được ăn uống no say đầy đủ, mà cô Chi Yon còn tích trữ được thêm 1 bao gạo to nữa ạ. Trời ơi, cô gái,
cô đã làm cách nào vậy? Dạ thưa ông, nếu không chịu làm ăn mà chỉ ngồi không rồi cố gắng tiết kiệm thì bao nhiêu tiền của cũng sẽ ăn hết thôi ạ. À, cả ba người chúng con đã chăm chỉ làm việc để tạo thêm thóc gạo và tiền của đó ạ. À, con chính là con dâu mà ta tìm kiếm bấy lâu nay đi mà. Ta sẽ lập tức cho tiến hành hôn lễ ngay. Thế là cô gái đã trở thành con dâu của gia đình quý tộc. Kể cả sau đó, khi đã sống trong giàu sang thì cô gái vẫn cứ làm việc rất chăm chỉ. Nhờ cô mà anh chàng công tử kia trở thành một người rất giỏi giang. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.